Bà xuất sắc đây bọn bọn nâng ạc nè bà mà chụp nè cho mỗi nâng mê riêng tì bà mũi này âm mày ế bà mô cụ chì âm mày ế bà chấm nông chơ này mê riêng tì bà mũi thay nè cứ enhancing decision making nè cả lơ cầm bù nè cả thua sắc đây xâm ra chật chẳng miền này thầm mách xâm ra cả lơ cầm bù hết á chân nâng 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 bịa keyword xâm ra đại dương thử dọc chật đặc đạo vài nhớ là cứ cho nói tìm mối cứ enhancing nè hay mối tiếp cứ decision making chứ keyword nó miền tập pi nó thể để dưỡng thưa rồi cái đây xem là chất hay bị ai chui ấy bàn chứ ta lọc từ lơ cost title bà dưỡng với cái là management information system nè ca cục cường bỏ bà bọn bọn miền ca cục cường bà bọn bọn miền chứ ca cục cường bà bọn bọn miền bà dưỡng cứ vì chui vậy dạng mạch là chui ở Achievacam bảo dưỡng đầm nà ca dạng mạch chẳng được nói biệt thả enhancing nhé cứ lơ cổng bùa được thơ ai bà xa lớn từ lơ ca thơ sẽ cái đây xâm ra chật khả nạp bê để dương miên bà bòn bò miên vì ai chui dương bàn tràn nè bàn tràn chẳng tương bàn tờ lợi là chẳng được nông kho này một chi dương này cứ vì miên xả ra xâm khăn bình tên xâm nhạc dương khả nạp bê để dương miên bà bòn bò miên bà cô bầm nón là con ông Merin nè bà ấy bây giờ đây xem nhập Merin ti bầm mũi dướng vì tới cái này chỉ mũi nâng là con ông ebook bà dướng chapter 12 nè enhancing decision making nè Merin chấm bút ti bảy nè chấm bút á chấm bút ti đập pi vì tới cái này chỉ mũi nâng dướng chấm bút ti ti bầm mũi bà cô bầm nón bảy là con ông Merin dướng cứ ti mũi cứ cái what are the different type of decision making nè à vậy để dân thưa sẽ cái đây xâm ra chất đốt vì miền tràn bập phết chẳng khi xua tha ta bập phết ấy khá đại thử thưa sẽ cái đây xâm ra chất hãy biểu miền lạc nạc khó khó khăn nha and how does decision making process work chẳng dân thử xoay nhô tha ta ca thưa sẽ cái đây xâm ra chất nâng viết đầm nạ ca dạng mất hay how information support activity thật ngọt nông chẳng hướng đây xâm khánh dân thử xoay nhô bà thêm tiết bẻ bọn khí cho mùi nâng ca thưa sẽ cái đây xâm ra chất rồi có đầm ná ca này ca thưa sẽ cái đây xâm ra chất dương thật xoay nhô hay nơi khá nói ní việc xạp cho học cho mùi nâng lẹ cả nạ này ca thưa sẽ cái đây xâm ra chất xạp cho học cho mùi nâng information system đại viết bầm ra ái management manager khó khó khí thằng ạ hay ca thưa sẽ cái đây xâm ra chất khó khó khí đại và cho nói tiếp how do business intelligence and business analytics support decision making នេះគឺសួរថាតើអាជីវកម្មវៃឆ្លាតជាមួយនឹងអាជីវកម្មវិភាគវាបានជួយឲ្យការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់យើងនោះបានយ៉ាងដូចម្តេចចំណុចទី4អេទី3បាទ how do different decision making consistency in an organization use business intelligence គេនិយាយទៅពីអាជីវកម្មវៃឆ្លាតចឹងនៅពេលដែលអាជីវកម្មវៃឆ្លាតវាត្រូវមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយការសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចដែលអាចធ្វើឲ្យយើងកាន់តែប្រសើរឡើងណាហើយ what is the role of information system in help people working in group អូខេហើយកត្តាជាច្រើនទៀតណាមានកត្តាឲ្យខ្លះដែល management information system អាចជួយឲ្យយើងធ្វើការជារួមជាក្រុមជាអីជាដើមបាទចឹងគោលបំណង3ធំធំនេះវាជាកត្តាមួយដែលយើងអាចស្វែងយល់ហើយឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅក្នុងមេរៀនចុងក្រោយនេះមុខវិជ្ជា Management Information System បាទគោលបំណង content ក៏មានគោលបំណង3 content ក៏មាន3ដែរបាទ content ក៏មាន3ដូចគ្នាហើយតោះអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះនេះ business ណាចំណុចទី1និយាយពី decision making and information systemកាប់ពត់យើងត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតណាសម្រាប់ដំណើរការនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឬក៏នៅក្នុងអាជីវកម្មមួយយើងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានអាហ្នឹងណាយើងអានសៀវភៅបន្ថែម Business value of improved decision making នេះគេថាតម្លៃនៃអាជីវកម្មគឺអាចធ្វើឡើងតាមរយៈការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាបានប្រសើរឡើងវាធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរដែរសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងជា improving hundred of thousand of small decision add up to large annual value for the business គេថានៅខណៈពេលដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តឬក៏ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងរាប់រយដង
vì tôi cho rồi đoàn tới vì ai cả tới chỉ riêng thông mũi và chạm chân nằm đại chia tầm lại mũi thôi ai chỉ và cảm căn tại và xả lần bà chân chỗ mà đo chân là tí pí này còn slide này cái này dễ pí bập hết này cả thưa sẽ cái đây xâm ra chật nè bập hết này cả thưa sẽ cái đây xâm ra chật chân ca thưa sẽ cái đây xâm ra chật vì miền bay bập hết bà bập hết tí mũi cứ này dễ pí ca thưa sẽ cái đây xâm ra chật và có tại đảo ý miễn tụm rung cho bà loa rưỡi cơ ca thơ dịch đây xâm ra chất đòi đòi bùm miễn tụm rung cho bà loa nè unstructure unstructure nâng dương thơ dạng mất hay nơi thất nực nâng level nè hắn dương thầy dù đài nè decision maker mà provide judgment evaluation insight to solve the problem nè nè thơ dịch đây xâm ra chất trâu tài bắt đo nè ca xâm nịt thán ca vi đầm lái hay nâng cả đặt ra bài nhà nó ở xong bao gồm nên gọi là vô dân đấy mà cho nó tiếp cái structure respect repetitive and routine nè cá thơ sẽ cái đây xem là chất đại miên lạc cái nạp mũi tận đại nè hãy nâng đào chỉ nhức nhọp nhé chỉ routine miền này chỉ phải chăm ngay chỉ daily dân đặt ra bài nhà cứ tự follow time step nè đa time structure nè involve definition and procedure for handling so they do not have to treat it each time as new sena pe dai jeung pra structure pe dai jeung da srai ku follow tam structure ni muoy ni muoy tang ot mien avai dai thmey te na structure ka tveu se dai samrat chat nang ba jeung ku trou tae prakop teu tam niti vithi ni chbab nei tomlop nei kbuon khnat dai jeung ban kamnat ot mien ai thmey te na và mối tiếp cứ semi structure only part of problem has clear cut answer provided by accepted procedure nhé bẹt cả đàn hà sập rồi có cái ta bằng hà môi chùm nốn thật bạn kê bằng hà nhờ bạn cho bà lót tam đi tìm thấy hay bằng hà môi chùm nốn tiết mình bán cho bà lót thì bà ok chúng xem áp cắt phơi dịch cái đây xem ra chất dương apply từ khung business vĩnh cứ trời bắt đầu tầm khánh từ lực ta này manager tiền tập hết này cắt phơi dịch cái đây xem ra chất and structure nâng semi structure chúng được khung này cái bắt đầu tầm khánh từ lứa management vĩnh chúng xem áp management bị miền senior management nè cua pra cắt phơi dịch cái đây xem ra chất cầm rất là chúng bởi dân chỉ dân đăng rule năng chứ ba lo vì vừa dân miền phía nghi số là không cá để dân thứ sẽ cái đây xong là chặt đi con là không chịu cám đồng nào cả bàn thờ lò đã miến sật là không cá thưa sẽ cái đây xong là chặt xong sọp là xong sọp ta tám xin ní ta tám bập hết đấy thân ạ đặc nguồn và chân xin ní manager quạt make many unstructured decision quạt thưa ca sẽ cái đây xong là chặt chỉ trán là mình miến tùm rồng for example should we enter a new market nè sum nua su tha ta jeung ku tae chou te leu tipsa thmey jeung rư ko yang na chăng ka thveu sekdai samrat chot ba kot pe kla man chambat mien tomrong ai chbas loh te ya kot meu khoeng chak sdai kot ai samrat ban middle manager make more structure decision but this may include unstructured component for example why is order fulfillment report showing decline in mini police នេះចឹងអាចគាត់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងថ្នាក់កដាលគឺគាត់ធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តពេលខ្លះគាត់ប្រើតាម structure ពេលខ្លះគាត់ mini unstructure យេ unstructure វាគឺគាត់ប្រភេទ mini structure ណាខាងលើsenior manager គឺគាត់ប្រើ unstructure ព្រោះគាត់ធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តរបស់គាត់គឺប្រែប្រួលអត់មានក្បួនអត់មានខ្នាតអត់មានច្បាប់នៅតាមនីតិវិធីទេអញ្ចឹងតាមការយល់ឃើញតាមបច្ចេកទេសតាមជំនាញនិងនិន្នាការទីផ្សាររបស់គាត់គាត់អាចសម្រាប់ចិត្តបាន middle manager គាត់មានសិទ្ធិបានហើយក៏គាត់ត្រូវ follow តាមច្បាប់ដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ត្រូវ follow តាមច្បាប់ដូចអាចំណុចនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងណានិយាយពីការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកមួយឧទាហរណ៍ថាយើងជាបុគ្គលិកនៅក្រៅមកគប់ហើយយើងចង់ឈប់ឈប់ញយពេកអត់យូរយូរលែងហ៊ានសុំមេហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលមេក៏លែងហ៊ានឲ្យដែរដល់ពេលដែលសុំឈប់ញយពេកមេហ្នឹងក៏មេត្រឹម operation manager ឬក៏អីក៏រុញឲ្យឡើងទៅលើណាជួបបុគ្គលិកយ៉ាងធម្មតាយើងមកជួប operation នេះ
chụp thầm operation manager quạt chụp tất quạt nhồi pê chẳng dù dù quạt lên nhỏ vô quạt structure quạt xong mà cả structure nâng man trớn chờ là xong chụp với tam cái bốn chụp áp này cả chụp xong ra vì à miền miền chụp bạp mà tất rồi còn mà khai chụp bạp màn ngày hoặc bình nâng à nâng bị lơ hay đã lơ chứ nợ pê để quạt chụp lơ quạt miền bà nhà quạt chi về một rúi quạt thở xong xong operation manager nó còn mình ăn mình nhạt thế rứ có quạt mình bán và đỏ sân hằng ca thuê cái đây thầm bạc chất rôn ta ói middle manager đọc bê ta đón middle manager quạt mơ tha quạt miên tầm đẹp tùm nông lõ quạt đăng thả ca nghe nhàng mà chẳng mấy cứ quạt ai ói quạt thầm bạc chất đầy khó miên tùm rôn nà môi vào loa đây chẳng có rôn nào ta ok chẳng thầm bạc có thầm bạc bàn chẳng thật tám ai cả xa tám chẳng miên là dương chuộm thân ạ cao ông quạt hai đấy bằng quạt và bạn phải là cứ quát phơ tam cho bà ca sức sức sầm chất bà quát cứ structure né? Make more structure decision nè quát để thơ chẳng operation manager nâng and rank and file employee nâng cứ quát phơ tam structure nó phê để quát tự chụp mỗi thân ạ lỡ nó miên bánh hát đó xài mỗi thân ạ lỡ tự chụp mỗi căn là top manager rồi của senior manager nâng sử dụng tự chụp tới còn dạy thả ưng ok quát ư ư xoay mắt ok nó phê dân chẳng bục lực hàng khám quát miên là rõm thả thân ạ lỡ miền đôi giềng sưu chương nạ cầu nạ toàn nó cứ bà bạ phần chợ sẽ đá dương thật đằng thả ca phơi dịch đây xâm ra chất bảo dưỡng nâng ca bắt đầu bỏ miền thông ca đặt sai bản nhá cứ nạ cầu nè để quạt nơi operation manager nâng để quạt can ta structure decision phơi ở miền ca lùng bạ này quạt tăng trung ở rừng nâng phóng tốt chủ mùi nâng bộc lực nâng phóng bà bạ này hay bà dân chỉ middle manager nâng lớn đấy quạt còn thứ ba operation manager nó tiết can là ngôn ngôn toàn mệnh cái đó operation manager nó dù dù nơi ở bàn này để sao ấy bữa sân chỉ mid door rồi còn top nó còn up rồi còn miền ạ cái tệ ấy mối còn ad support chẳng còn đấy còn miền sân còn ai còn ăn structure phong còn structure phong p để nè na sru lên tới còn ăn structure thôi p để còn mình sru lắm tới chỉ structure thôi chẳng p class thứ ba operation manager nó senior coi chẳng đại chẳng cái ai apply to structure và bán cái apply to unstructure của bạn chẳng á chẳng phải để dân thử cá vì miền phòng lòng bạc trong chẳng nói đi hay key challenge là key person được nông đi chẳng là nơi chẳng là bè nơi bàn dù được còn bờ mình chê tình là tình ông lọ tới bị khá lòng bạc bộ càng nghĩa nó cứ đào từ lực structure bà hay bộ cơ lực tầm sử dụng bộc thư liền nắng cho nên nắng miền bắc hà trăng cho nên operation manager and rank file employee nương ai ok chẳng bắc hà khăn mình tên xem nhà bộ máy bằng phun đại quạt chỉ bục lực cầm hồn xem xén và cứ thời gian chất được đạn nắng khăn mình tên bà đại cứ từ lời structure nắng xem bị structure hay khi đôi chỉ miếu đấy and structure ok chẳng apply tới nó trong ni đối kia tại đại đó bà ni operation management ni individual employee hay chúng mình nên team nó cứ structure chỉ nên bắt đầu mà căn là lăng tới lửa xí mí hay chúng mình nên unstructure để có prà pì để có prà cụm nịt trong cái chỗ này chẳng hay cái đó do nè để miên chấm này đang miên bắt sao chấm niên trong cái cục rong căn là lửa làm bây giờ ai còn là pì để có chết bắt bài tới tam tập hình vụ quạt ăn miên structure để na na cục rong quạt đây bà chẳng cần miên sệt đã pe nè operation cứ ở đây phơi tam ca đặt bình chia bị thợ lơ mà đành mà cào nè nè rất là không ca phơi cái đấy là chất cứ lẹ cái nạ bài mình ai nè design and trend exists from market approved capital budget decision long term goal nè next step nè lơ decision market plan develop department budget design new operation website nè determine overtime eligibility, restock inventory, offer credit to customer, determine a special offer to customer. Anh ấy chỉ cam một thi chỉ lẽ cái nào đấy cái cầm nát thành phẩm phết đấy. Cát phơi cái đấy xem là chất. Tùm rúng này cát phơi cái đấy xem là chất. Tam phẩm phết structure, semi structure, chấm mũi nâng un structure. Hay lẽ cái nào này cát phơi cái cam phết miền này. Chứng ai để tam phẩm phết đấy management. Ok. Bà các thứ sẽ cái đây xem ra chất bắt đầu tiết bà các thứ sẽ cái đây xem ra chất bắt đầu tiết for stake of decision make decision making process này nè for stake
bốn chấm hiên là con cá thơ sẽ cái đây xâm trận những ai phở ban nè cho đây tìm mối intelligent discover identify and understanding the problem occurring in the organization này cá thơ sẽ cái đây xâm lạc chất và có cái đó phía vây khát chẳng à trăng chùm nói intelligent ấy cứ chỉ cá phẩm máy phẩm mô bó đầm miễn chỉ cá cầm nọt chỉ cá bằng hai những xoay dô bị bánh hà tặng hóa láng để cá láng được nóng ông gặp hiếp bảo dương bà bởi ông gặp hiếp dương miên bánh hà ấy cá láng dưa cu tại đọc ra dẫn mệnh nhá kêu cùng nọt bánh hà dẫn mệnh bánh hà nơi có lãnh na vì cá bị đa từ na cu đọc ra dẫn mệnh ảnh năng cứ trăng chùm nói intelligent thì ai bà tâm mê tiếp cho nói tí design identify and exploring solution to the problem cu đọc ra dẫn mệnh trăng chùm nói design nè ta lơ bánh hà đại cát láng nâng đồ vệ dân dân đăng ta về cát bì cà lạnh ná cô đọc ra những mấy khả nà ai ngọc ngắt khả nà ai nè đọc ra ở ban khả nà nhấn tục ở trong cái cứ choosing among solution alternative ca chơi rơ chùm rơ đà lo đà phân và sọc nè mình nói ta bởi dân chơi rơ bốc lực bánh rơi gọi dân đánh bốc lực bánh cô tại prao và thô bài tặng ở nè mong cá thơ vơ dịch ở đây xâm trật nâng khu tự hỏi nè bà dân cầm nạp bằng hai hết ấy bằng dân đánh đánh dân và chốt bộ lực mùi ni dân đấy dù đá sai bờ đá sai hai bằng hai ấy các cả lớn hai chùm rớt đại dân thật phá hai bờ miên chùm rớt đại tây thiết ớt bà hai chân lại tí bốn dân ạ đồ vọt making choosing alternative work and continuing to monitor as how well solution is working nè và tập bị dân thưa sẽ cái đây xem lại chân thấy chạm đam ăn đồ vọt hai dân thầm mơ mơ thà chùm rớt đại dân thưa nắng bìa miên bạn hãy cả là khá bà chẳng cho nó nhìn mùi sẽ thật sầm khăn bà ok cho đó steak này cả phương sẽ cái đây xâm ra chất đôi mình đấy là intelligent design choose implement chẳng nực nông keyword chẳng buôn cho nó nhí vì miền xâm nối chứ cần lưu buôn đấy bà đại dương thật phương nè problem discovery ca xoay rô bạn hà này what is the problem mà bất bạc cọp chấm nói trong cái đó chấm nói tiếp pí cứ what is the possible solution ta miền đồng nai sai như vậy kha nai sai bị ai miền đồng nai sai phần màn phần phết để dừng kết giao màu hai phần tóm mắt dừng choose the best solution nè chưa rồi đồng nai sai đã là all bấm phát xem đồng nai ca rương nắng và hai trong cái đó is the solution working à ca để dừng chưa rồi giờ chấm nói nắng bia đồng nai ca art hay cho nó và đó can we make it work better tao dừng ai vừa việc và căn tại và xa làng đại tế và chẳng ấy nâng ok ta decision making cho đó cho nó chỉ môi tại đá information system can only exist in some of the role play by manager nè cái đó pon miến tại bạn vừa láng hai chui chia chùm nuôi xem ạ ca bấm bình cá nghĩa bỏ manager the classical model of management mình five function nè tăng bị đau mau nè tăng bị đau này cả còn còn nhà nấy dương riêng tăng bí từ bốn năm thì môi nè ba năm thì môi còn dương ba riêng này cái đã nực nông cả còn còn nè management information system nực nông management nhưng thời ấy nè nhưng thời miền planning organizing coordinating deciding and controlling nè nâng còn là cái pra pi khó khó khăn nhất là cái nông này cứ miền pram mồi pi bay bốn pram nè planning organizing leading and controlling như chúng ta nè này cái nông này miền pịa thà coordinating organizing planning organizing controlling leading coordinating nhá và pịa leading deciding này cả thôi cái đây tham gia chất hay nâng cả cục rồi ba more contemporary behavior model chỉ là cái nạn ấy cả bằng hai trả lời ấy giả bật xin xin thế này không cùng rú cả thưa cái đây xem lại chuyện này actually nè bà cho đo cho nó bà tỏ bà cho nó bà tỏ bà con này cho mình cả thưa cái đây xem lại chuyện bà slide ที่ 10 บ่านิยาย 2 Mindsberg managerial 10 managerial rule 10 managerial rule อันนี้จะนิยาย 2 ตัว
tuôn thì tin là con ca cột cồn nè chẳng đọc nông phim chỉ nè đọc nó mấy này ai chẳng ai mơ tạm nắng tạm cái buồn bà chẳng chẳng tạm tạm cái buồn tạm ấy hiện ai mơ bán bà ok hay nè tạm Mindsburg này cứ chỉ cái buồn này cả cột cồn chẳng đọc được bao lâu Mindsburg đã quạt rồi khởi chẳng hạn cho nên tìm mối cứ bị bay cho nó cho bốn cứ như vậy bị interpersonal rule nè interpersonal rule tuần này ti chia an tra bậc cô chia tạ tọt thạ bậc cô giống thế nè ngày interpersonal rule này cho nên tìm mối cứ figurehead cứ figurehead nó cứ cả đa sản phẩm bằng hà cứ cả chiêm thuê khu cơ bản và cọp tại đây cả cho nên bật đơn này có cả đơn này xem xén hay lẽ cái nào bậc cô bậc luôn này nè cho nên tìm pin vậy tìm hiệp chỉ nè đặc nom chỉ leader nè hay cho nên tìm bay vậy tìm ca sum rob sum rule chạy chạy sum rob sum rule nè nhưng bậc cô thì mẹ bậc cô luôn ấy cứ thấy chạy cho nên năng hay cho nên tìm pi cho nên chấp pi cho nên tìm buôn đó tìm bầm môi vậy tìm nè information rule tuần thì nerve center anh ấy cứ chia bập bòn cua cá bá rồi cả bập bòn bòn miền ấy sẽ tám ba bập bòn bòn miền chạy đầm ba cho nó ti pram nè disseminator spoke person anh ấy chỉ là cái nào bập bết chia manager đại miền tầm nô cơ tư nè chia bập bòn chạy chạy vậy thứ nông niêm dương chia manager cái bài chạy chạy bầy nè bày bày phần này thống thống phần này thì mới cứ lẹ cái nào bọc cuốn phần này thì biết cứ chia tuần này thì không niêm chia manager miền tuần này thì không ca chạy một lấy bọn miền nhà mạnh hay thì bấy cứ tuần này thì không ca thua cái đây xong rồi chặt bày thống thống thật là không chụm nóng đọc chụm nói bạn chẳng chẳng nói thì vì mỗi đọc bấy cứ như vậy bí bọc cuốn to luôn hay chẳng nói thì buồn đọc bằng mỗi cứ như vậy bí chỉ lẽ cái nạn này mà chạm một đột bò miền chẳng á bởi dương chia manager dương chia nè nerve center nó cứ dầm đáy từ lửa mà chạm một đột bò miền và xạ bò xa đây chỉ đám đấy bắt đầu những trái trái nè disseminator bắt đầu những trái trái từ lửa bò miền thằng nắng hay những cả bài về nhảy bò miền cả dầm rộp dầm rúa à ba cả dầm rộp dầm rúa hay mới tiếp cứ spoke person nè nè nom pia chẳng bởi dân che manager dân bắt đầu pon miền che chạy lên che bắt đầu pon miền nắng tạo thì nặng cào cứ quạt từ bàn pon miền cướp chung rồi anh nói chỉ riêng môi đá lò đài bà hai chỗ đó cho nó chỉ bấy này vậy decision rule decisional rule tua này tí nữa không cá thưa sẽ cái đây xem là chật có thể miền chỉ đặc lệ cái nào chỉ entrepreneur hay có chỉ lệ cái nào giả cái đó nữa nè disturbance handle chỉ nè đấy chạy lệ chỉ nè đấy đa sai ba nhà hà hay cho nói tiếp bầm bún resource allocation chỉ nè bay chạy thôn thiến hay nắng nè cho trà nè nè cho trà vừa cho trà lõ vừa ơi dương từ ban phò lõ mình tên bà ok chẳng tu này tí chẳng đọc nấy dương ai phải nhiều bậc thầm tiết mình trầm tại bậc này tí dương ai từ mơ phép chỉ nè đặc nuông dương ai dạy xem của Mary nó cứ sao cho cho mùi nắng phim chuyện này đau nóm là ca chạy lệ những ca cục rộng bà không năng bà cho đó cho đây bà tỏ three main reason why investment in information technology do not always produce positive result nên cái chẳng slot bằng chẳng bị phim tôi khi nè tờ bình chung bố nẹ đại pra nẹ đại vi nì dô nẹ đại vi nì dô tờ lỡ bà bọn technology hái bạn thấy từ tuần ban let the poll positive result do not always produce positive result bên đây thà viên mình bật cắt thà nâng bằng hai trở lỡ let the poll lỏ thế phải bắt thời gian miền information system á nè chẳng chẳng mình bật cắt mà rồi phi rồi thế bà ok chẳng mua hết bay để cái lực láng cho nó chỉ mới cứ như vậy pí information quality cơn nập hiệp này bòn miền chẳng cơn nập hiệp này bòn miền nó cứ high quality decision require high quality of information cái đa bản thân chơi dương mình miền bòn miền môi để miền lạc cái nào lo phải sao rồi còn miền cơn nập hiệp thế cả phương sẽ cái đây làm ra chết có
mình lọ đài chấn quality of information sầm đáy tờ lỡ ấy sầm đáy tờ lỡ con nập hiệp này bó là miền nó bất mình bất nó lọ cầm rật ná này à cho mà thư ca sẽ cái sầm đáy chất bàn rưu cầu việc rục rõn hay nở anh nâng miền này tha anh nâng cư chỉ high quality of information này high quality of information. Ok cho đó chẳng nói tí management filter ca cực cồn vậy bị ca cực cồn nâng ca cho này phiếp cực cồn manager have selected attention and have variety of buyer that reject information that do that does not conform to prior conception này sẵn đáy tới lời ca cho rơ manager thảo tại chè cho rơ chè cho tên là này chè chưa chè vì phía này nó chè reject cho rõ bọn mình thằng lại nát ai đó mình miền lạc nào lo bởi sao rứa có ảnh đại chi ảnh đẹp hiếp ảnh đại mình men chi ảnh đẹp hiếp ảnh nâng ảnh cái hạt management filter á cho nói nâng trắng to đại dương khả năng niêm dương chỉ nè đục cục rõn tại chè 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 rõ chè dò hãy chè thay lăng thay nhà ná chi á priority ảnh á not priority hay ảnh á đại cứ cú đo sài hay lo bởi sao chẳng mà không biết tăng bị đau mà hốt đã chọc cứ sắp tới chữ rương mối đại dương sắp tới đại dương ai phương cả thằng khái này không management bà hay mê riêng tỷ bấy cho nó tí bay ở chia sẻ cho nó tí bấy organizational interior and policy cho nó mùi tiết cứ việc mình ai thì ai cả ta này nhìn bán cứ cô ca này tây không là bọn cặp hiếp này cô nhiều bài strong for within organization resist making decision calling for major change nè cái nào về để dùng chung rồi khoảng về vừa ở miền cá plap đồ đài nè chẳng ở sản phẩm vẫn sẽ mèo hạt pop bay đại ai nâng mình và cắt thành chung rồi ở vì miền tại positive result nó thế và cứ hạt pop thằng bay này ai đại chui vào thấy có tình tâm là lúc hạt pop thằng bay này có chui vào dương try top từ chuẩn là positive result đây khả năng về để dân miền apply từ technology nè anh nói chúng nó chạy chạy ra bây giờ nâng từ vấn cứ từ tu ban là tập hợp lo tại bởi do not always produce positive result để sao mùa hạt ấy information not quality management filter adjust filter từ lỡ chúng nói na đại sầm khánh chúng nói na đại chỉ priority chúng nói thì bấy cái gì biết còn nhiều bài bản gặp hiệp cứ mình miền lạc khả năng mối lo và sao mà chẳng cụ sân khai phần nắng ba cho nó tốt tốt ba cho nó tốt tốt hay và lúc xử trí automatic decision making cho nó mùi tiết kì dạy bí nè ca phương sẽ cái đây xảy ra chật vì nịp bê và automatic bê khá nè make decision make possible through computer algorithm beside defining step for high structure decision. Bên này sẽ structure để mình lại cái nào đó cái ai for automatic decision bàn. Nè, human taken out of decision. Nè, để tông cho mình speed để tông ấy xem xét có ai chả được bồi đài. Bên tai này cái này cứ sầm đại từ lứa ca để dương pro technology về thứ vừa dương ai cho tụi bạn pro trang này. Nè, require fair regard to ensure proper operation and regulation. À vậy đại dân thời thơ bán sẽ hay automatic decision making cái thơ lang tam giả bọn computer năng ấy hay tam step ni mùi ni mùi rồi step cứ set tạm biệt structure chẳng cả thơ sẽ cái đây xâm đại chất bà cọp đại structure nó cái chân phở automatic nè bà cho đó chân là tỷ pì nè content tỷ pì này dây pì business intelligence ok chỉ cảm vây chlát nè khăn nó cái tha chỉ cảm vây chlát bán cứ chỉ chịu cảm mối đại miền và mối tình ấy vì phía tình ấy để xa tốc tình ấy hay phải use by business ấy và các bạn ta chỉ chịu cảm mối và để ta bê mới để ta về how để ta mà đấy thời bán store tốc được nóng business intelligence và business intelligence là không nó có mê rô mình cho tăng business analytic and analytic nhé cái đa chỉ chịu cảm bị phía tool cái bảo tool technique chẳng như miền trơn cái đó bắt đầu bị miền technology trơn tới với phải miền tool and technique for analyze data OLAP này OLAP này statistical model data mining ấy giờ đào chẳng là cả cầm nát xoay nhiều tên là ấy cả cầm nát model hay là static
chân nè riêng sẽ tệ bị chân tìm mối ta hai đấy bằng cù riêng sẽ tệ riêng tệ tệ chui ấy class mẹ chịu cảm tràn tràn mình tên đang research cái đôi kia bà business intelligence vendor create business intelligence and analytic purchase by firm nè cọt bạc cá business intelligence hai cọt bị phi hai cọt lụ tảo ấy cầm hồn cái đàm bà anh ấy process intelligence mẹ business intelligence nâng ca phương sẽ cái đây xem là chất chẳng data bảo dương miến và business intelligence in infrastructure hết tha ra cho nào sản phẩm sản phẩm business intelligence nó không nói miến tùm rộng chùm nguồn bầy thầm thấm và bầy thầm thấm mùi buôn thầm thấm mùi bị bấy buồn hãy bắt cát bạn thầy chơi platform ba tầm bốn bằng port data environment kê bảo mô tình này bởi chô tình này store tốt tầng ọc mà cho nói nít chô tầng nóng data bê kê hào data bê data về hào rưu có data map anh đang thấy bắt cát bạn thầy chơi business intelligence mùi hay nè khả năng nít kê bằng hai bị structure bảo việc nè bà chỗ đó cho nói tí bí business analytic tool set kê pra tool ấy xin mẹ bị phía tên ảnh ấy nè khả năng ạ chi vô cam tăng ọ nâng a chia statistical model a chia data mining a chia OLAP bà hay a chia production report a chia là bài cá này ca phần lật bà và to bị ban là nâng hai kê ban managerial user and method nè structure bảo viết chỗ đó khi châu đó cái hai thả business strategy và to bị dương ban tên là này ni hai như vậy tới sản phẩm màu vĩnh à chỉ cam nó cứ ní cứ chỉ tùm rộng mùi sản phẩm chỉ cam mùi thằng mũ và to máu đậm nạc ca ti mũi kê bằng cá ban tới chia data b và to bị data b kê miền data tool data statistic nằm bây giờ một phía và to bị ban bị phía hai vậy hai cứ kê do máu bị riệp chòm chỉ dựa tới sao là không chỉ cam business strategy performance management balance score hay là forecast chỉ có ai xem chỉ đam bà hai trong cái cái bản platform mùi đại cái hai thả MIS DSS hay là EIS năng những bản là năng hai cái riêng trong design để tạo bề để tạo design user interface design user interface để miền a chỉ report a chỉ dashboard a chỉ scorecard a chỉ desktop rồi a chỉ mobile a chỉ web portal rico social media chi đảm nưng á a nưng cái hau tha business intelligence ca để dương vị phía ta lơ tin nấy hay yo mà nhé nên chi chnoi một đai chi kun bọyọt khlang mên tên sâmrap dương chi nẹ riên business hay dương trâu svai nyol pi lakkhana nai ca promo pọn mien tin nấy tưng ơn nưng su tha chăm bạch trâu đâng ọt trâu tẹ đâng nà pô pê đi dương prâu a nưng chu dương chran khlang mên tên nà chu dương tu bơ dương mên mien system ai trâu chu bình lên lạc nạ trâm trời tam sáng đá cơ dương chè store tục information dây rúm bởi dương bập dương chìa mình nè đại bập mô đông ta đòi bập hộp này bò đàm miến cư dương ai thưa sẽ cái đây xâm lạ chất nâng cao vị phía ban dạng nghi sử dụng nế lại nâng ok cho nói tí bì bà tỏ six element in business intelligence environment ca đại dương vị phía ta lơ lạc nạ này và môi trường nói này thiết tầm khăn là con cá từ tôi do con cá bị phịa nâng và cá để bán tới chiếc business intelligence cho nói tìm mối cứ như vậy bị data from business environment ra tên ở đây để dân thật first to tốt nó không phải tìm mối nè nè và môi trường nói nâng nè nó không phải tìm mối nên data bê intelligence nâng infrastructure nâng cứ nè data bê data warehouse data mà nâng cứ chân dân chồng nói nè và mô tình này data from business environment bà tỏ mà tiết business intelligence infrastructure hai chập đám mà cả form bà tỏ mà tiết bứ business analytics tool tool là dân dân mà práo chúng ta chỉ bấy cứ user chúng mùi năng method hay chỉ bấy cứ delivery platform tại chỉ MIS tại chỉ DSS rồi có ES hay trong cái đó cứ interface để kỳ práo nha bà hay nhóm bạn phải dùng là cái infrastructure hai hai bà chân nói bắt đầu tiến và nè cái là business intelligence and analytic capability smartphone nó không cao vị phía nè achievement bay class chỉ mỗi nâng smartphone nó không cao vị phía à vậy để ai vừa tập bán cho nó chỉ mỗi cứ goal tức đại đại kỳ chọn thứ cứ deliver accurate real time information to decision maker sự mẹ nè đại quát vừa sẽ cái đây xem ra chân chúng tự đào xem mẹ cá phơi chỉ việc cam là cá bị phiền ấy cứ làm bấy chai lấy bò miền ai toàn pê và lìa trầm trở
sầm lạp nè thưa sẽ cái đấy sầm lạp chật và tí pì main functionality of BI system nè chấm nói chấm khăn chấm bòn này tu này tí bạc BI system BI B intelligent nè business intelligent BI system miền production report parameterized report dashboard scorecard ad hoc query search report creation drill down forecast scenario model ជា ដើម អញ្ចឹង នៅ ក្នុង នេះ គ្រូ សង្ខេប ប៉ុណ្្នឹង បាទ ចាំ បញ្យល ច្រើន ទេ ចំណុច នេះ បាទ មាន ន័យ ថា នៅ ក្នុង system ហ្នឹង វា មាន តាំង ពី report មាន តាំង ពី parameter វិភាគ report បង្ហាញ ជា របាយ ការ ជា scorecard ជា dashboard ឯ ជា ដើម គ្រូ មាន សំណួរ មាន អី ផ្សេង ផ្សេង ហើយ មាន ជម្រើស ផ្សេង ផ្សេង ដែល យើង អាច វិភាគ បាន ហើយ នឹង ការ ព្យាករ បាទ ជា ដើម Map user វិញ ណា គេ បែងចែក ទៀត ណា នៅ ក្នុង ហ្នឹង business intelligent user ហ្នឹង ក៏ មាន គេ ថា 80% are casual user relying on product report នេះ 80% គឺ ត្រូវ ពឹង ផ្អែក ទៅ លើ របាយ ការណ៍ នៃ ការ ផលិត ណា ជា ទូទៅ ហើយ senior executive អី ជា ដើម គឺ គាត់ ត្រូវ មើល គាត់ ត្រូវ ប្រើ នេះ just monitoring functionality គឺ គាត់ ត្រូវ ប្រើ ចំណិច បាទ ហើយ middle manager and analyze អ្នកវិភាគ អ្នក គ្រប់គ្រង អ្នក កដាល ជាមួយ នឹង អ្នក វិភាគ អី គឺ ប្រើ ad hoc analyze ការ វិភាគ ចាប់ ពី ចុង ជើង ដល់ សក ក្បាល ពី ចុង ជើង ដល់ សក ក្បាល ឬ ក៏ ពី ក្បាល ដល់ ចុង ជើង ណា គ្រប់ ចំណុច គ្រប់ ជ្រុង ជ្រោយ ការ វិភាគ គ្រប់ ជ្រុង ជ្រោយ ណា ហើយ មួយ ទៀត គឺ operational manager employee បុគ្គលិក និយោជក ដែល គាត់ នៅ ក្នុង ផ្នែក ប្រតិបត្តិ គាត់ ត្រូវ ធ្វើ អី ខ្លះ នេះ តាម យ៉ាbusiness intelligence ណា មាន report ណា នេះ pre-package report នៅ ក្នុង នោះ មាន ដូច ជា self forecasting ណា customer satisfaction loyalty and attribution ណា supply chain backlog employee ឬ ក៏ productivity ជា ដើម អញ្ចឹង នៅ ក្នុង នោះ មាន ច្រើន សម្រាប់ operational manager employee okay បាទ business intelligent user ផ្នែក user ជាមួយនឹងផ្នែក power user នេះនៅក្នុងនេះគេផ្នែកនិយាយពី power user មាន casual user អ្នកប្រើប្រាស់3ប្រភេទដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងពេលតែមួយតែទៅលើនេះហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងផ្នែក power user គឺ IT developer support super user business analyst analytical modeler គឺគាត់ប្រើអាហ្នឹងគេហៅថា power user ទៅលើតន្ន័យនៃសមត្ថភាពនៃការផលិតទៅលើ BI អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ទៅប្រើអីនេះណាតាម function នីមួយហើយសម្រាប់ casual user វិញគឺមាន 80% អានេះមានតែ 20% ទេតែគាត់ជា employee ហើយជា power user ប៉ុន្តែ 80% ជា consumer ឬក៏ casual user ដែលគាត់ប្រើoperational employee senior manager staff ឬក៏ business analyst បាទចំណុចទី2បន្តនិយាយពី report មានអីខ្លះអានឹងគូផ្ដល់ពេលនេះគឺចាប់ផ្ដើមសង្ខេបហើយសេចក្តីលម្អិតទៅលើចំណុចនីមួយៗនៅក្នុងអាជីវកម្ម by intelligence ហ្នឹងគេមានត្រូវមានអីខ្លះអញ្ចឹង product report production report គេមានអីក្នុងនោះមាន most widely used output of BI should common identify package report មានតាំងពី sale report អាហ្នឹងអាស្រ័យលេអាស្រ័យលើយើងបើយើងជា manager យើងចង់ design system មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងយើងគួរដឹងព័ត៌មានអីខ្លះអញ្ចឹង report គួរតែមានផ្នែកណាខ្លះអញ្ចឹងផ្នែកទី1គឺនិយាយពីផ្នែក sale ផ្នែក service call center ផ្នែក marketing procurement ណា and support ផ្នែកលទ្ធកម្មជាមួយនឹងផ្នែកគ្រប់គ្រងហើយ supply chain ការផ្គត់ផ្គង់ financial human resource ហើយជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកមួយមួយវាមានអីណាណាអាហ្នឹងដែលត្រូវមាននៅក្នុង report នឹងគូសង្ខេបខ្លីទេបាទហើយចំណុចបន្ត predictive analyze នេះការវិភាគនិងព្យាករទុកណា we use variety of data technique to predict future trend and behavior patternចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺ business intelligence ជួយឲ្យយើងវិភាគដើម្បីទស្សន៍ទាយហ្នឹងវិភាគអាយបតទៅថ្ងៃអនាគតបានណា future trend នេះនិន្នាការទៅថ្ងៃអនាគតជាមួយនឹងគំរូដែលយើងអាច
do tới thưa chưa karan business bà dương bàn bà nè tam giờ ai statistical analysis để tam anh nên historical data để cần tam assumption này chỉ đạo để dương do mà prao để mình do mà bị phe rồi há dương từ tu ban là tập hợp bà incorporated into numerous BI application for sales marketing finance fraud detection cho mọi healthcare credit này chỉ đạo ok cú sân khai mới tiện vậy bị big data bà big data vậy sao phần màn cho nói thế hãy cứ nút chia riêng cho và chọn mê riêng tại môi video bà big data analyze big data analyze này massive data set này collect from social media online in store customer data and so on chị đam ca bị phía bài tình này bài này thống bà ba chân nói bật đó nè collect use data generated by sensor nè nè cái này ở mảnh big data ba chia sẻ ba big data này cứ health center health create real time personal shopping experience of a major online retailer cứ big data này cứ sầm đau từ lớn tin này thằng ở đây khi bảo máy bảo mũ chọn cron là sa tốc nè cái nông internet chẳng phổ biến phụ online phổ biến phụ xem cứ dùng ai real time shopping bạn nè real time shopping hay mới tiết big data nó có ai và các bạn tại chỉ smart city chẳng phổ biến của Google search engine này nó ảnh năng sạch ra chỉ phổ biến là big data ăn là lại vậy dương còn là tham viên bị quản là chỉ search hay pro pro miễn cứ dùng dùng mà ăn là lại luôn ai chẳng á nó không Google search engine hay viên đằng tiên tại đó của miền tam dạ tân ấy thằng ăn nó cái ai mà cả bàn tay chia business intelligence đây nè cái ai chọn con hay Google và cả bàn tay chia và page này chỉ và cầm để ai rồi chuẩn đồ bàn rộp sập liền đồ lá cái nông mà chân nắm nè và tăng tam dạ năng ai chỉ big data và ấy mũi tiết cứ nhảy bị smart city nè smart city trong thì trong chat nè thì trong chat và nếu không miền ấy public record miền sensor location data from smartphone nè vậy bị public record cả thọt cả chọn con ai cái giá chỉ là cái nạn sao thì nát ai mới tiết vậy bị sensor cả chập chuột à phổ biến chập này nắng chập sensor nhưng vậy bị sensor dừng scroll này location data from smartphone cả từ tua chuột rồi cả chập ti tăng tên là ấy vì smartphone mà dùng để cái dùng search nhà không Google mà phải nó ảnh nó sẽ ra cho bộ phê đấy Google smartphone và chỉ là cái nạ sensor chập vô tí tăng để dùng tới cái lại na đo na user ấy dùng ảnh track bàn và ability to evaluate the effect of one switch change on system hay nâng sản phẩm trong cao vi đồng lại xem tiết tới lỡ và bọn bà dưỡng thông cao phát đồ cho đàm và chưa đó chẳng đại tì phần đó như vậy bị operational intelligence and analytic như vậy bị phần operation mà đó chẳng phần này operation có cái phần áo sầm khăn tới lớn cái ta này cả cục cổ đôi khăn nè mà nó cứ cái áo chung một tháng phần này bắt đập bắt đập bấy chạp chẳng đợi nó cứ thua ấy tam đàn rô sạc cầm phía và chịu cầm tam đàn rô sạc cầm phía và chịu cầm hay thì bị collect nè phẩm mô hay nâng pra để ta và các data tam giác sensor này chỉ đam. Ai bắt đầu mới cứ internet of thing, này cái gì bị apply từ lời cao para, internet. Chẳng internet of thing này cứ được năng apply bắt đầu bắt cứ cái thời para internet chỉ rúm làm bởi tam đan làm bởi track làm bởi analyze làm bởi bấm mô phỏng miễn phí. Này bắt đầu bắt năng làm bởi thuật cao vi làm lại này web activity sensor and other monitors bị đi qua với chỉ đam. À lời này, xem app này HR ấy cái app para này cái para app, nè miền cầm hôn HR cầm hôn này xem xét để quạt ở bục là quạt para app, mà chăm tới na các bạn ấy cứ track information tam giác database, thought to sub inform nhé, check online như vậy đào, anh nói cái miền system gì, anh nói cái hậu thá operational intelligence, và software xem xét tiếp còn miền này, này là không nắng, để miền này. Software for operational intelligence and analytics enable company to analyze their big data bàn. Okay. Chứ nói bắt đầu thì dạy bị location analyze thì cao vị phía tới location sẽ ta chia bỏ miễn để dân ai
hay dương cầm bông tại prapra xong bay tại nước non Facebook của pra nước non Telegram nước non Google search engine Google map Google ấy xem xây này dương là lấy cầm bông tại popular tại là Google product tặng à chấn xong bay tại email tại thì Gmail Google tại gmail.com á nè bà số bộ bài này popular mình tên thì mẹ Google hay cầm bông bài luật hay pin để dùng nước non bắt tay cầm chỉ dương hay Google service Google product của miền tràn đài hay nhầm vậy sờ rộp chân tầng ở tới miền tầng vì để tạm mẹp tầng vì ấy cho làm chẳng những tập quan dưỡng cứ ai chọn con bà này Geographic Information System GIS là miền nè Thai Location Related Data lấy map Google map dưỡng nghĩ sẽ đúng vì cái lại môi tại cái lại môi kia xe location chạp làm track get direction từ Google got apply từ room và Google got apply từ room bà cho đa chân đạch bà tỏ xin mẹ business intelligence miền two main management strategy for develop BI cho mùi nhắn BA nè BI BA nên cả này để dưỡng prao nha two main management in strategy for developing BI and BA capacity nha one stop integrated solution nha one stop integrated solution hai nó không nói kê thật phở ấy khá là anh ấy phở phết vì môn mắc kê này nòm dưỡng hay mà đó slide trong cái này cứ slide bà tỏ mà anh ấy trăng xùm đoạn này cứ kê này giấy bí dốt là sao nó có năng cả vì vọt tờ lỡ BI cho mỗi năng BA BI Business Intelligence BA cứ Business Analytic này nên là càng lớn nè bà Hardware firm sell software that run optimally on their hardware hay make firm dependent on single vendor switch cost nha nó chuẩn đó để cái aphivot multiple base of bridge solution nha chuẩn đó để multiple base can đó là ở sao chúng đâm nó sải đảm bị đó sải tới lơ phần này multiple yuta sa multiple lần bán cứ tới tầm mạch grid greater flexibility tới chế bot ban tới tám lạc khả năng đại chỉ là cái này create hay potential difficulty in integration mục tiêu sạc đa nộp pool và sạc đa nộp pool hay mà real with multiply vendor mà ok ba hiện nơi đá phần tài mấy thế và hơi và hơi tới có mọi khan của sản khai trong cái sao buồn slide và decision making continuance nghĩa ca first cái đấy sai xong rồi chất ประกอบ ទៅ ដោយ ជារបៀប អា នឹង បន្ត បន្ទាប់ ទៅ រហូត ណា operational and middle manager តើ use អី use MIS to run data from TPS ហើយ គាត់ ធ្វើ routine បណ្ដាក report ហើយ accept ទៅ លើ report expectation report ណា expectation report ដែល គាត់ រំពឹង ទុក ថា របាយ ការណ៍ ដែល គាត់ កើត ឡើង នឹង មាន អី ខ្លះ បាទ ហើយ មួយ ទៀត គឺ super user សម្រាប់ អ្នក ប្រើ ប្រាស់ ចុង ក្រោយ and business analyze use the DSS thì mẹ thôi ấy sophisticated analyze and customer custom report semi structure cho mỗi những decision này cái nãy về để dùng thôi sẽ cái đây xem là chất miền tăng về operational middle hai cho mỗi những này super user hai cho mỗi những business analyze cột phở ấy chẳng middle cột phở MIS hai những business analyze cho mỗi những DSS và DSS ok hay ca để dùng prá miền semi structure xem nhá super user cho mọi người business analysis ok và cho nó chỉ bấy DSA for semi structure nè use mathematical nè mathematical analysis model allow variety of analysis để dùng ai phải hiểu nè cái nãy về để dùng thôi cái đây xem lại chất đây đặt cái nông nốt cứ chia rưỡi rưỡi dùng phở cô ca đi qua algorithm bậc cái nếp chia là bấy tiền anh ở nhà là ca bị phe what if và sân chia phở việc what is thì cái sensitive analyze thì có backward
sensitive analyze rồi có ca bị phía bài chỉ là cái nào so statistic này chỉ đào nè thì rồi có bị phía chỉ là cái nào pivot table pivot table nè bài ca chỉ là bài ca tầm đại từ lớp ca bài ca chỉ là bài ca tầm bài phương diện đấy tầm đại chứ nè balance scorecard framework nè firm strategy and objective សម្រាប់មេរៀនចុងក្រោយនេះគឺវាជារឿងដែលសំខាន់ដែរសម្រាប់យើងក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ហើយនៅក្នុងអង្គភាពអ្វីដែលយើងធ្វើបានណាអញ្ចឹង firm strategy and objective គោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនទៅមានអី អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះ ត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ផ្នែកទៅលើ learning and grow ផ្នែកទៅលើ business process ហើយជាមួយនឹង customer 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 โอเคហើយនៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗក៏មានកលឹះចំណុចសំខាន់ដែរហើយគ្រូណានេះ business process number of activity process អានឹងសិតតែជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បី scorecard នៅក្នុងការដែលយើងរៀបចំទៅលើតំណែងនេះ in the balance scorecard framework the firm strategy objective are operationalized along four dimension យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ firm ជាមួយនឹង objective របស់ firm នឹងគឺត្រូវ follow ទៅតាមគឺទិសដៅនៃ dimension ចំនួន 4 នៅក្នុងនោះមាន business process នេះ financial business process customer learning 8 dimension is measured using several KPI នេះរាល់ dimension ទាំងអស់គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យវាស់វែងតាមរយៈ KPI ណា key performance index ណា key performance index អូខេបាទ hay chanach bọt nịy pi decision support for senior management bọt nè bi business performance management miên tha thơ ấy hay nè data for ess chăng enterprise support system nè okay hay slide chong kraoy gds nè group decision support system đây chi slide nè interact system to facilitate solution for unstructured problem by group នេះគឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាក្រុមដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយប្រភេទនៃបញ្ហាដែលដោះស្រាយតាមទម្រង់មិនផ្លូវមិនមានទម្រង់អូខេហើយ specialize ទៅលើ hardware software ដែលមានអីខ្លះ overhead projector display screen software to collect នេះជាដើម enable increase meeting size and increasing productivity អនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្កើនទៅនឹងការទំហំនៃការប្រជុំជាមួយនឹង increase ទៅលើ productivity អូខេហើយមួយទៀត promote collaboration atmosphere និង anonymity នេះអាចប្រម៉ូតអាចលើកទឹកចិត្តនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងបរិយាកាសទូទៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ហើយ use structure method to organize and develop អូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញសម្រាប់មេរៀនទី 5 ទី 6 ដែលជាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនទី 12 នៅក្នុង e-book បានបញ្ចប់តាមរយៈការស្វែងយល់ចុងក្រោយទៅលើការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាការលើកកម្ពស់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តតាមរយៈ software ដែលអាចជួយឲ្យយើងក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មនិងការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងអូខេគូសង្ខេបប៉ុណ្ណេះសូមហើយយើងអាចណាស្រាវជ្រាវបន្តទៀតដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅពីមេរៀនព្រោះយើងមាន e-book ដើម្បីអានហើយនេះគួរណាគូពន្យល់ពីលក្ខណៈនៃមេរៀនត្រួសត្រួសសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអរគុណច្រើន